chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Đây cũng là thành phố Deventer, cái thành phố mà Linh đã đi lễ hội Dickens nè, rồi giới thiệu cho mọi người coi về cái chợ của Deventer. Và thật là cái kiểu giống như là mình khi mà mình thật lâu mình không tới á, thì là mình quên luôn, rồi tự nhiên bây giờ lại tới thì lại tới hoài. Vì cái lần trước Linh tới là khoảng 2 tuần trước thôi, và bây giờ Linh lại tới đây nữa. Lý do Linh tới đây là tại vì Linh cái tuần này là tuần được nghỉ của con Linh á, thì vợ chồng Linh dắt nó đi chụp băng. Anh xã Linh với nó là đi rồi, còn Linh thì không dám đi nữa. Không phải vì là Linh không biết đi, mà là Linh bị té một lần và có cái sẹo này nè cả nhà, Linh phải đi mổ cả nhà. Tại vì bị té gãy tay lúc mà trượt băng á, là năm 2000, thì gãy cái tay rồi, không có làm được cái gì hết á. Linh không được lái xe nè, còn đi xe đạp cũng vào mùa đông luôn, đó là năm 2000 thì cũng vào mùa đông luôn, thì đi xe đạp Linh càng không dám đi nữa, tại vì nếu mà đi xe đạp cái đường trơn trượt nó té nữa thì Linh không dám đi xe đạp và không được phép lái xe hơi cho đến khi nó làm hẳn. Thì khoảng 6 tháng Linh hoàn toàn đi bộ không à. Tại vì có những lúc mà anh xã Linh đi làm đâu có ai đưa Linh đi đâu đâu, cho nên Linh chỉ đi bộ, và chỉ đi bộ trong cái khu vực của cái khu của Linh thôi. Đi mua đồ ăn rồi đi tập thể dục. Tập thể dục thì Linh lại đó Linh đi bộ được, nhưng mà không có đi đâu xa hết. Đi đâu xa cũng phải nhờ người chở hoặc là phải có đi bằng xe công cộng á. Cho nên bây giờ Linh rất là sợ bị gãy tay gãy chân, nên Linh không có tham gia đi trượt băng của tụi nó hôm nay, và Linh sẽ đi vòng vòng cái chợ Deventer, quay ở một cái khu vực khác cho mọi người xem về thành phố Deventer ở một góc độ khác nhé. Mọi người có nhớ cái clip Dickens của Linh không? Thì ngay chỗ này rất là đông đúc. Lúc đó thì mình đi ngược lại như vậy nè cả nhà. Thì bây giờ mình đi hướng xuôi hướng này nhé. Cảnh vật thì vẫn như cũ, nhưng mà nó vắng vẻ hơn nhiều. Linh rất là thích cái thành phố này vì nó nhỏ nhỏ, gọn gọn, mình đi không có tốn thời gian, nhưng mà có nhiều cảnh đẹp để mình xem nè, và có nhiều cái khu giống như là shopping á cả nhà. Mình không có phải tốn nhiều thời gian lắm. In 20 meters, turn right onto Wall Street. Trời ơi, Linh để cái máy để tìm đường đi á, tại vì đi từ cái chỗ mà trượt băng á thì turn right onto Wall Street. Linh đi bộ đến đây là khoảng 4 km. Thì Linh để nó, Linh nghĩ là Linh tắt rồi, ai ngờ nó cũng chưa có tắt nữa. Đó, mọi người nhớ cái nhà thờ không? Nếu mọi người chưa xem cái lễ Dickens thì mọi người hãy vào kênh của Linh và tìm nhé. Thú vị lắm đó cả nhà. Giờ là mình sẽ không đi hướng này, tại vừa hướng này là không có tới trung tâm, mà mình sẽ đi lại cái hướng này. Continue for 400 meters to Court Biskopstraat. Linh mừng ghê á, là mình đi hôm nay cái đường nó không có đông lắm, và Linh thấy lên hình á thì nó cũng rất là đẹp, và mùa này vẫn còn cái không khí Giáng sinh cho nên họ vẫn còn trang trí ở phía bên ngoài. Sắp tới trung tâm rồi nên đông hơn. Hôm nay Linh đi là ngày 2 tháng 2 năm 2023, thì cái ngày thứ hai, vào ngày thứ hai thì thường vào ngày thứ hai các cái cửa hàng nó sẽ mở cửa vào lúc 1 giờ, chứ không mở vào sáng sớm 9:30 nha cả nhà. Nếu cả nhà đi châu Âu hoặc là đi đến Hà Lan thì mọi người nhớ cái lịch trình là họ sẽ không có mở cửa vào thứ hai vào lúc trước
11 giờ thì họ không mở cửa. Và nhà hàng cũng vậy nữa nha cả nhà. Những cái thành phố nhỏ nhỏ thì nhà hàng sẽ không mở cửa vào ngày thứ hai đâu đó. Cho nên cả nhà mà đi chơi ngày thứ hai thì nên đi đến những thành phố lớn. Còn nếu mà đi thành phố nhỏ nhỏ thì mọi người phải về nhà ăn thôi, chứ không có ăn được ở mấy cái nhà hàng đâu nhé. Coi họ trang trí nè, thiên thần. Cái shop bán quần áo trẻ em này dễ thương quá cả nhà. Họ treo những cái hộp quà, họ trang trí ngoài cái cửa hàng của họ như vậy nè. Hồi xưa lúc mà con còn nhỏ thì thích vào mấy cái shop này lắm. Mà bây giờ thì vào đó để làm gì? Tại vì không còn nhu cầu đến mấy cái chỗ đó nữa. Lâu lắm rồi Linh không đi shopping ở cái khu vực này. Giờ thì đúng là cơ hội để cho mình quay trở về cái thời sinh viên ở đây. Trời bắt đầu mưa. Và những cái cơn mưa ở Hà Lan thì nó không có nặng hạt giống như là ở Việt Nam. Cho nên mọi người ở Hà Lan á, khi mà mưa tới họ không có vội vã chạy hoặc là vội vã tìm chỗ trú mưa. Tuy nhiên thỉnh thoảng thì cũng có những cơn dông lớn, thì lúc đó là người ta đã nói cho mình biết trước thời tiết, dự báo thời tiết và tất cả tin nhắn đã nhắn cho mình biết trước là hôm đó sẽ rất là nguy hiểm nếu mà đi ra đường, cho nên mình nên ở trong nhà. Còn bây giờ thì chỉ là những cái cơn mưa thông thường ở Hà Lan. Và Linh cũng vậy, Linh quen với cái việc mưa này rồi, cho nên Linh cũng bước đi rất là thư thái để vừa ngắm cảnh và vừa quay phim cho mọi người ngắm cơn mưa ở thành phố Deventer. Thank you.
2 giờ rồi đó cả nhà. Tại Linh nghe 3 giờ chứ, Linh thấy trên đồng hồ 3 giờ, Linh nghe tiếng bong 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 3 lần mà Linh nói 2 giờ. Đây là cái chỗ mà viện bảo tàng á. Thì trước đây Linh cũng có kể về cho mọi người nghe là nếu mà hồi xưa ai ăn cắp ăn trộm á thì sẽ bị xử ở đây nè cả nhà. Lần trước thì tại chỗ này họ có bán nhiều cái đồ trang trí Noel, nhưng bây giờ vắng vẻ quá cả nhà ha. May là mấy cái quán cà phê á, họ vẫn còn sáng đèn cho nên nhìn cũng đẹp. Nãy giờ Linh đi một vòng shopping rồi, nhưng mà vì thứ hai á ít người quá cho nên Linh cũng ngại không dám quay phim cho mọi người xem cái khu vực shopping ở trong đó bán như thế nào và đang sell off ra sao. Thì hy vọng là một chút xíu Linh có thể quay được, còn nếu không thì hẹn mọi người vào dịp khác nha. Cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà đã đi dạo một vòng, một lần nữa đi dạo một vòng thành phố Deventer với Linh. Và mình đi trong cơn mưa. Thì bây giờ Linh sẽ kết thúc cái clip của Linh ở đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và mong cả nhà hãy share, like, subscribe cho kênh của Linh nhé. Để kênh của Linh càng ngày càng phát triển và Linh có nhiều ý tưởng mới hơn. Linh cảm ơn cả nhà thật là nhiều. Và chúc cả nhà một ngày thật vui. Bye bye.